Hello, chào bạn quay trở lại kkthem.com. Ở video này mình sẽ giới thiệu một bộ sản phẩm. Đấy, đó chính là kính nhìn xuyên màn đêm View Glass với cả cái bộ cưa cầm tay mang cái sao đa năng. Bộ sản phẩm này có giá là 37.000 cùng một xốp nhá. Rồi. Ok, đây là chọn bộ sản phẩm mình muốn giới thiệu trong video này. Những bộ này mình sẽ để link mua ở dưới video nhé. Bạn nào quan tâm thì có thể xuống dưới video xem và mua. Vâng, đầu tiên thì đây là cái kính xuyên màn đêm, vâng, nhìn xuyên đêm. Đó. Kính này thì có tác dụng gì? Thì các bạn đi buổi tối thì nó sẽ giúp cho nhìn nó sáng hơn. Thì tránh chỉ định với những bạn nào mà đang cận nhá. Như mình cận thì không dùng được kính này. Tại vì đeo vào thì cũng thế, cũng mờ. Nó giúp bạn nhìn đường sáng hơn và nó chống chói. Cũng tránh được những cái tia UV. Đấy, thì tất cả đều bằng nhựa hết, cả mắt kính bằng nhựa hết. Mình cũng có một cái video review cái mắt kính, cái kính nhìn xuyên đêm nhưng mà nó bằng kim loại. Thì loại này bằng nhựa nhìn nó thời trang hơn, nó đẹp hơn. Anh em có thể mua về và thay mắt kính này bằng kính cận cũng được. Nó nhìn khá là tinh tế và đẹp. Gọng kính thì dày, kiểu form này khá là đẹp luôn. Đeo vào nhìn sẽ thời trang đây. Rồi, đó là kính nhìn xuyên đêm. Mắt kính màu vàng này. Cái kính mà bằng gọng kim loại thì khá là rẻ, chỉ hơn 10.000 một cái thôi. Buổi tối nhìn nó sáng hơn và đi đường nó an toàn hơn. Ok, sản phẩm đầu tiên nhá, kính nhìn xuyên đêm. Và sản phẩm thứ hai trong video đó là cái bộ lưỡi cưa. Có 4 chi tiết, có thể cưa được mọi thứ. Đây là cái vỉ này, vỉ bằng nhựa. Đấy. Rồi, bộ cưa mini cầm tay, ui, nhỏ gọn vừa luôn, cầm rất là thích luôn, khá là đầm. Vâng, thì cái cán cầm này bằng nhựa trơn, có màu da cam, màu đen, cầm công nhận là thích và nhẹ, không nặng, rất là nhẹ, mini. Thân cưa thì bằng kim loại rồi, tất nhiên. Ở đây là cái lưỡi cưa này, đó, lưỡi cưa rất là mỏng và sắc, tránh chỉ định với trẻ em. Hai đầu lưỡi cưa thì sẽ có ốc để chúng ta vặn chỉnh kích cỡ và tháo lắp cưa. Cưa này thì theo quảng cáo là cưa nhựa này, cưa sắt này, cưa gỗ này, cưa thủy tinh này. Đó, khá là gọn nhẹ, dễ dàng mang theo đi du lịch, dã ngoại vân vân. Nó có 4 cái lưỡi cưa bằng sợi carbon này. Đây, 4 lưỡi cưa bằng sợi carbon. Cưa gỗ, sắt, thép, nhôm, nhựa gì đấy. Rất là mỏng luôn, mỏng manh. Mỏng mà có võ đấy. Đây, chúng ta sẽ có... Ở đây là có hình gỗ này, cưa gỗ này, cưa nhựa, cả có hình xương chó luôn. Sử dụng làm nghệ thuật hay là dùng trong nhà hay là trường học hay là chợ. Thì đó, đây là cái cách lắp ghép, cái cách lắp ghép lưỡi cưa đấy. Ở đây là có mấy cái hình cưa gỗ đây. Rồi, và nó khá là an toàn. Ngoài 4 cái lưỡi cưa chúng ta sẽ có thêm cái dụng cụ khác. Mình cũng không am hiểu lắm về những cái đồ mộc. Cái này mình không rõ là cái gì. Cái này như kiểu cái vặn vít ấy. Đấy, hai cạnh. Và một bộ cưa khác, một lưỡi cưa khác. Con cưa này thì cái dịu cưa đó ấy. Carbon. Khá là chắc chắn đấy. Rồi, đó là cái bộ lưỡi cưa mini. Cho một con ốc nữa, chúng ta vặn bắt vít vào. Như vậy là bộ sản phẩm gồm 6 lưỡi cưa. Đeo vào nhìn ban ngày toàn màu vàng luôn.
trời tối nhìn sẽ rõ hơn rất là nhiều. Đó, anh em thấy đẹp trai không? Thời trang không? Đăng ký kênh, ấn vào chuông để nhận thông báo khi có video mới. Link các sản phẩm mình sẽ để dưới video. Ok, như vậy là trong video này mình đã giới thiệu hai bộ sản phẩm, một là kính nhìn xuyên màn đêm và bộ lưỡi cưa mini. Các bạn cảm thấy video hữu ích, like, share, subscribe, đăng ký kênh YouTube để cập nhật những video mới nhất. Mọi thắc mắc vui lòng comment bên dưới mình sẽ giải đáp. Các bạn cũng nên review sản phẩm nào comment bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bye bye. Bộ cưa mini này khá là tiện lợi, chúng ta có thể mang theo người để sử dụng.